Chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong nhé. Buổi chiều ngày hôm nay thì cơ sở nhà em là đang đóng thùng nuôi ong gửi đi cho các bác khách hàng. Thì cũng trong nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái thùng nuôi ong loại tiêu chuẩn. Thì đối với bác nào đang nhu cầu sử dụng về thùng nuôi ong hoặc là vật tư về ngành nuôi ong thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng, số điện thoại để ở góc màn hình video. Còn là bên cơ sở nhà em trong cái thời điểm này đang bán khá là nhiều về thùng nuôi ong. Cái thứ nhất là bên cơ sở là có xưởng sản xuất, đâm ra giá cả nó rẻ. Và cái thứ hai nữa là các bác ở tỉnh thành nào khi xem được video đều có thể là đặt được hàng. Và hàng bên cơ sở là phát hàng tận nhà nhé. Tất cả các bác ở nhà các bác chỉ cần điện alo phát là bên cơ sở gửi hàng qua đường bưu điện là phát hàng tận nhà luôn. Đấy, đâm ra là các bác ở xa hay gần là đều có thể là đặt được hàng và nhận được hàng. Còn đi chi tiết một chút là về thùng nuôi ong để cho các bác cùng nắm bắt được này. Về cái thùng nuôi ong này thì đây là cái thùng tiêu chuẩn thì các bác sử dụng nuôi mùa hè được và nuôi mùa đông được. Đấy, ví dụ như trên cái chất gỗ này thì đây là cái dòng gỗ của cây gạo sao đỏ ấy. Thì đối với thời điểm như hè hiện tại này thì đối với các bác nuôi cái thùng này thì nó rất là mát, cái đàn ong ở bên trong đấy thì con ong chúa nó kích thích, con ong chúa nó mát thì nó đẻ và cái đàn ong của các bác là vượt qua hè thành công. Và cái thứ hai nữa là về thời tiết trời lạnh ấy, thì trong thùng nó rất là ấm đấy, và cái tỷ lệ các bác phải cho ong ăn siro đường nó ít hơn so với là những cái loại thùng mỏng và được làm bằng những cây gỗ khác. Còn là kích thước tiêu chuẩn của thùng nuôi ong thì báo cáo đối với các bác là chiều rộng này. Chiều rộng ở trong lòng nó là 26 nhé. Cái chiều cao tính từ đáy lên là 27, chiều dài là 42,5. Thì đối với một cái thùng tiêu chuẩn này thì ví dụ các bác nuôi là sẽ được 5 cầu. Đấy, 5 cầu mà khi các bác sử dụng thước và sử dụng cách ngăn thì chúng ta sẽ nuôi được 5 cầu. Đấy, 5 cầu nó vẫn còn chỗ thoáng để khi các bác kiểm tra ong cũng như là các bác rũ ong khai thác mật ấy, thì nó vẫn còn thừa một chỗ thoáng để các bác sử dụng. Đấy, còn bỏ thước bỏ vách ngăn như nhiều địa phương nuôi thì các bác sẽ sử dụng là được 7 cầu. Đấy, còn một thùng này thì sẽ được tặng kèm theo là một cái vách ngăn này. Đấy, còn cầu ong hoặc là chân tầng thì các bác mua là các bác phải mất tiền những cái vật tư đấy, nhưng mà tiền cước vận chuyển thì chúng ta không mất nữa. Đấy, ván thùng thì là ván liền 100% nhé. Đấy, và dày là 1/6.5 đổ lên. Đấy, thành này đều dày, rất là dày dặn và bên ngoài thì đã được trà rất là nhẵn nhụi. Đấy, còn thùng ong thì ví dụ những cái đơn hàng như ở trước mắt các bác đây thì đơn này là đơn 10 thùng đấy, gửi về An Giang này. Đấy, An Giang khá là xa đấy, thì đối với những cái đơn hàng trong miền Nam ấy thì thường thường nó sẽ mất tầm khoảng 4-5 ngày là các bác nhận hàng, còn miền Bắc mình thì các bác cứ tầm 1-2 ngày 2-3 ngày là các bác nhận được hàng thôi. Đấy, còn các bác mà cần biết sâu hơn về cách thức, ví dụ bên cơ sở bán những cái vật tư như thế nào thì số điện thoại góc màn hình đó là cũng là cái số có Zalo đấy. Đấy, và cái thứ hai nữa là các bác có thể là gọi điện trực tiếp Zalo thì em sẽ quay cụ thể cho các bác. Còn một cái thùng như thế này giá tại xưởng thì bên cơ sở đang bán là có 160.000 đồng thôi. Còn ví dụ các bác lấy cầu hàn sẵn chân tầng về chỉ việc tháo ong thì nó là 20.000 một cái, đấy, cả cầu căng dây cả hàn chân tầng. Đấy thì các bác cùng tham khảo. Đấy, còn số điện thoại đặt hàng thì ở góc màn hình video nhé. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em. Bây giờ chào các bác ạ.